xa xôi cùng nhau trở về đây để cùng nhau chúc mừng ngôi nhà mới cho gia đình ông bà của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép ban tổ chức tôi xin được tối lời cho tân gia chủ, xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách quý một lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Cảm ơn kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và để khép lại cho sự chờ đợi của toàn thể quý vị khách quý từ đầu chương trình tới giờ thì ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý chúng ta cùng hướng ánh nhìn về phía cánh cổng hoa và cùng nhau dành ra một tràng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự diện của gia đình gia chủ, gia đình ông bà Thánh Liên sẽ cùng nhau trở lên trung tâm sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị quan khách khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Sau đó xin được trân trọng kính mời đại gia đình, ông bà cũng như là hai người con của mình sẽ cùng nhau di chuyển với lên sân khấu để cùng nhau diện kiến toàn thể quý vị quan khách quý của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời.
Kính thưa toàn thể quý vị, và như vậy những nhân vật quan trọng, những nhân vật chủ chốt hạnh phúc nhất của chúng ta trong ngày hôm nay đã cùng nhau di chuyển bên sân khấu để cùng nhau diện kiến tới toàn thể quý vị quan khách quý của chúng ta rồi. Và thật đúng là nhà nước cầm pháo thì mất hay, nhưng ta lại có những chàng vỗ tay nhiệt tình, vừa vui vừa khỏe lại vừa xinh. Vậy thì cứ đều tay ta vỗ, chắc chắn sẽ lung linh khắp cả hội trường đúng không toàn thể quý vị ơi. Và một lần nữa xin những chàng vỗ tay thật lớn toàn thể quý vị để chào đón gia đình của chúng ta được không nào, hãy chia mời. Long chào cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta rất nhiều. Xin vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đang hiện diện trên sân khấu lúc này đây chính là đại gia đình gia chủ, gia đình ông bà Thành Liên. Xin được cùng chào tới toàn thể quý vị khách quý thay cho lời cảm ơn chân thành nhất. Xin vâng, một lời chào xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, và thật đúng là trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta thì ai cũng hằng mong ước trong mình sẽ có được những niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn đúng không ạ? Dạ vâng, và sau một thời gian phấn đấu thì gia đình ông bà Thành Liên của chúng ta cũng đã tích góp được cho mình một khoản tiền và cũng đã xây dựng được cho mình một ngôi nhà thật là khang trang sạch đẹp mà có thể nói rằng ai cũng hằng mong ước. Dạ vâng, niềm vui của đại gia đình ông bà, anh chị nó được nhân lên rất là nhiều khi mà ngày hôm nay đây có sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị. Chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi, cùng nhau trở về đây để cùng nhau chúc mừng ngôi nhà mới cho đại gia đình của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vừa ngày hôm nay được xem là một ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày mùng 5 tháng 5 năm 2024, tức là ngày 27 tháng 3 năm Giáp Thìn. Và trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách quý của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, cho phép ban tổ chức cờ lành cờ chiều tiến cử từ trung tâm tổ chức thực hiện Long Anh sẽ được tuyên bố một câu rằng lễ mừng tân gia đại cát do gia đình ông bà Thành Liên xin phép chính thức được bắt đầu. Nở ra những chào mừng rất là lớn đi nào toàn thể quý vị ơi, và xin mời gia đình ông bà Thành Liên và gia đình chúng ta sẽ cùng nhau nở những nụ cười thật tươi lên. Dạ vâng, một bản pháo bông cũng khá là tuyệt vời đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa toàn thể thân mến, và như vậy là gia đình của chúng ta đã cùng nhau di chuyển vào ngôi nhà mới. Một lần nữa cho phép ban tổ chức cũng xin được thay mặt cho đại gia đình ông bà xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta rất nhiều. Hôm nay chúng ta cùng trở về đây để cùng nhau chúc mừng ngôi nhà mới cho gia đình ông bà, anh chị của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Trước phần mềm trước Pinawa Sơn, ở sông vàng sông bọt tay hơn này em Thành Liên không mà đi qua vân dạo sọc và cởi trời mềm mày hết lọt đó hết mọt khắp và bản băng tiền thành đổi mới với mấy hải em ở ai cầu trở hề dừa dừa dân lẩy bay mi cô chó thằng tuấn lẩy lắng hơn thật tràn mình của bà bớ cô chó nghe nhảy bốn mãi sau bọn đi của bà mà đi cầu chó nghe hà lẩy bư lý bên chân mờ sàn bên chép mờ đẹp chém ngam phí trước bật bà cô chó tinh háp khẩn bất ơn chơi thành con khẩn bất rú khẩu bất rú ở hoàng khẩu bất năng ở phòng của bà bớ của mẹ pì nồng nò sơn hẳn mờ đi cầu chó nghe có mây ảo tách lại của mẹ pì nồng bàn phương giữ sóng bản san na sóng huyện xóm xã hào cắn mắt khen tàu mỏng buồn nặng phải chu ân của bà bớ khăn đèn xung vào làng của báu mít sáng ngày xưa cơ hã sáu tầng nả phải chu ân trong mắt hỏi tách lại ải em của mẹ pì nồng hâu và cửa lăng cho hảo hẳn khăn manh giật kiến phát tai mất ả mà mất đưa và cửa bùn lì sen khẩu ngân thẩu ngân bùn lì nhâm mi khẩu hay phân chờ khẩu đúng hào chưa lại hảo cánh khăn á tuổi hỏi sáp pì đã nắp vào mẹ pì nồng đó. Vâng, rất thẳng cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta rất nhiều. Và để tiếp nối chương trình thì đại gia đình của chúng ta cũng sẽ có những món quà để gửi tặng cho gia đình ông bà Thành Liên chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu món quà của gia đình con Diệp Phong cũng như là gia đình cháu Thỏa Thuận của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển với sân khấu để cùng nhau gửi tặng những món quà cho gia đình ông bà của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay ngoài những lời chúc tốt đẹp nhất mà gia đình ông bà của chúng ta nhận được thì ngày hôm nay gia đình ông bà cũng như là anh chị cũng đã nhận được những phần quà hết sức là tuyệt vời đến từ các con các cháu. Và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình con Diệp Phong và gia đình chú Thỏa Thuận ạ. Sẽ có những bó hoa rất là tuyệt vời nhất để dâng tặng cho gia đình ông bà cũng như là gia đình anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời.
Vâng, và món quà tuyệt vời nhất đó chính là sự có mặt đông đủ toàn thể quý vị. Chúng ta đã trở về đây để cùng nhau chúc mừng ngôi nhà mới cho gia đình ông bà, anh chị của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để tiếp nối chương trình, để tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời đại gia đình ông bà, anh chị của chúng ta sẽ có những chén rượu từ nhau kính mời tới toàn thể quý vị quan khách quý của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính chúc toàn thể quý vị thân mến, và để cùng nhau chúc mừng tân gia đại cát cho gia đình ông bà Thành Liên trong buổi trưa ngày hôm nay, thì ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý, chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho mình những chén rượu thật đồng đầy tình cảm để chúng ta sẽ cùng nhau reo to 1 2 3 reo 2 3 reo 2 3 chúc mừng tân gia đại cát được không quý vị ơi. Vâng, và xin chào kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau chạm chén nhau đi ạ. Chạm chén nhau và hướng chén xuống phía bên dưới để mời rượu toàn thể quý vị chúng ta đi ạ. Trân trọng kính mời. Vâng ạ, vâng toàn thể quý vị chúng ta đã sẵn sàng cho cuộc du này chưa? Anh chị em ơi, cả nhà chúng ta đâu rồi ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau nâng chén rượu của mình lên thật cao nhất cả nhà mình nhá. Dạ vâng, quý vị đã chuẩn bị xong cho quý vị anh chị em ơi. Chén này 100% là rượu nha anh chị nhá. Nước ngọt là mình rượu không có to lắm đó. Quý vị đã chuẩn bị xong chưa? Nào tất thể quý vị ơi, quý đồng ơi, cả nhà mình ơi, 1, 2, 3 rượu, 2, 3 rượu, 2, 3 chúc mừng tân gia đại cát, hào hoan bên đó quý đồng đó. Hào hoan xuyên sáng bên đó xuống mải xuống bếp nữa. Áo hành bên đó đó. Vâng, xin chào kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau uống cạn chén rượu này để cùng nhau chúc mừng cho gia đình của chúng ta chuyển vào ngôi nhà mới luôn 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 dồi dào sức khỏe, tiền vào thì như nước sông Đà, tiền ra thì nhỏ giọt như cà phê viên. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Quý vị thân mến, và chính thức kỳ nghỉ lễ ra mắt cho đại gia đình cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp rồi. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đại gia đình ông bà Thành Liên, chúng ta sẽ cùng nhau trở về bàn tiệc để cùng nhau gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới toàn thể quý vị quan khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời.